45 thói quen lành mạnh giúp anh em nâng cấp cuộc sống, phần 3, bạn có biết 40% hoạt động trong ngày được quyết định bởi thói quen. Thói quen quyết định cách bạn sống, cách bạn thể hiện bản thân và những thành tựu bạn đạt được. Vì thế sở hữu những thói quen lành mạnh rất quan trọng nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống. Dưới đây là 45 thói quen lành mạnh được chia làm 3 nhóm khác nhau để các bạn dễ theo dõi và thực hiện. Ba nhóm bao gồm thói quen cho bạn một cơ thể khỏe mạnh thói quen cho bạn một tâm trí khỏe mạnh thói quen cho bạn một mối quan hệ lành mạnh thói quen cho bạn một mối quan hệ lành mạnh tôn trọng người bạn yêu quý sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng của một mối quan hệ tốt luôn trung thực và trân trọng những người xung quanh bạn vì chính những giá trị độc đáo của họ nói cảm ơn một lời cảm ơn hay một tấm thiệp cảm ơn có thể khiến mối quan hệ trở nên thân tình hơn đừng tiếc cho đi những lời cảm ơn khi người khác giúp đỡ bạn nhé thể hiện bản thân bày tỏ tình cảm với người thương hay với những người thân trong gia đình qua hành động hay lời nói để họ hiểu bạn luôn quan tâm đến họ đặt mục tiêu chung điều này có nghĩa là chúng ta là một đội cùng nỗ lực cùng chia sẻ những khó khăn và niềm vui đây là cách để củng cố thêm mối quan hệ giữa hai người theo đuổi những sở thích mới không gì giết chết một tình bạn hay tình yêu như sự nhàm chán đừng để mối quan hệ của mình rơi vào tình trạng trì trệ làm mới bản thân học hỏi để biến mình trở thành một người luôn thú vị và hấp dẫn dành thời gian cùng nhau cùng xem một chương trình yêu thích đi dạo hay cùng nhau ăn bữa tối giản dị tại nhà cùng nhau dọn dẹp vào cuối tuần là những cách để làm sâu đậm thêm mối quan hệ không nhất thiết phải đi du lịch cùng nhau hay tới những nhà hàng xanh chảnh mới có thể thể hiện được tình cảm dành thời gian cho bản thân cho dù thân thiết đến mấy thì vẫn cần thời gian để khám phá những sở thích cá nhân hai người không cần phải luôn luôn kè kè bên cạnh nhau và giống nhau về mọi mặt Chính sự khác biệt tạo nên sức hút để giữ mối quan hệ thêm lâu dài. Thường xuyên dành tặng người kia những cái ôm ngọt ngào khi hai người ôm nhau sẽ tạo ra oxytocin, hormone hạnh phúc giúp cải thiện tâm trạng và tạo ra sự kết nối mạnh mẽ. Chú ý đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời từ những người bạn yêu quý một cách chân thành. Tạo kết nối qua ánh mắt, hãy khiến người kia có cảm giác họ có được 100% sự chú ý của bạn hỏi xem ngày hôm nay của họ ra sao đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu cuộc nói chuyện bạn sẽ nhận được hàng ta thông tin để tiếp tục rõ ràng bạn chỉ việc hỏi những câu rất đơn giản mà lại thể hiện được sự quan tâm thực sự với người kia trung thực sự trung thực là không thể thiếu trong một mối quan hệ khi bạn quen ai đó đủ lâu họ sẽ tin tưởng bạn và tin rằng bạn sẽ trung thực với họ trung thùy chỉ cho họ thấy bạn luôn bảo vệ họ đứng về phía họ trong mọi tình huống hãy là người họ có thể tin tưởng khi mọi thứ trở nên khó khăn với gia đình bố mẹ và anh chị em họ biết họ có thể trông cậy vào bạn gánh trách nhiệm càng là đàn ông thì càng phải tự mình làm tròn những bổn phận và trách nhiệm của bản thân ngoài ra còn giúp đỡ những người xung quanh mình điều này áp dụng cho cả công việc nhà hay đơn giản như chọn nơi ăn uống hay hẹn hò bắt đầu ngày mới với nửa kia với những cặp đôi thì bắt đầu một ngày cùng nhau là cách để thể hiện sự gắn kết cho dù thời gian biểu trái ngược nhưng tìm cách để chia sẻ buổi sáng với nhau thì sẽ rất tuyệt vời quyết định như một đội tự lập là tốt nhưng khi bạn đưa ra quyết định mà có ảnh hưởng lớn tới gia đình bạn bè người yêu thì bạn nên thảo luận với họ nhất là trong những quyết định lớn trong cuộc sống chọn những thói quen trong danh sách phía trên và tập trung rèn luyện thì dần dần bạn sẽ có một lối sống lành mạnh và kết quả tất yếu dẫn đến những thành công mong muốn